Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với nhà đường trực tiếp tại sân bóng đá Tân Hiệp của Hóc Môn để theo dõi trận cầu derby cao nguyên của các cầu thủ Đa Nhiêm FC và các thủ bóng lộc quê tôi. Và các thủ Đa Nhiêm cũng chính là những người thực hiện tổ chức sao bóng đầu tiên trận đấu này. Xanh trắng là trang phục thi đấu của các thủ bóng lộc quê tôi. Và hiệp một, các thủ bóng lộc quê tôi chân giữ khu thành ở bên phía cánh phải. Như vậy là hiệp một của hai đội bóng cũng đã được bắt đầu. Nhưng họ hoạt động rất ổn định và mang màu cờ sắc áo nguy hiểm. Một tình huống mà Lý Minh Vũ đã dạt vào trung tâm. Cú dạt chân vừa rồi của số 3 mang về đá phạt góc dành cho các thủ bờ lộc quê tôi. Cơ hội dành cho các thủ Đa Nhiêm FC. Cú dứt điểm từ xa, tỷ số là 1-0. Đá như FC không phải là đội bóng tấn công quá nhiều, nhưng họ lại là người mở tỷ số hoàn hảo. Đường chuyền hay, đội trưởng Trần Hải, cơ hội băng xuống, dứt điểm. Chân trái là hơi nhẹ dành cho số 5. Tuy đó là một tình huống tấn công rất nét của cầu thủ Đa Nhiêm FC. Okay, tôi có mặt ở giữa sân. Bật nhà hay, sút xa. Vào! Siêu phẩm dành cho đội trưởng của cầu thủ bảo lộc quê tôi. Tình huống ghi bàn của Phong Tâm. Và bật nhà và rất dứt khoát ở tình huống vừa rồi, thủ thành của Đa Nhiêm FC đã bị bất ngờ. Thứ nhất là lúc này sau khi gần 10 phút của hiệp đấu thứ hai trở lại thì bàn tỷ số vẫn đang là 1-0. Cơ hội Nguyễn không vào. Đó là một sự xuất hiện kịp thời và bất ngờ dành cho Kai Beckham. Kai Beckham. Đường chuyền khá hay. Vẫn còn. Rất mạo hiểm cho nỗ lực vừa rồi của Sơn Hà. Lần này thì đã có lỗi của bảo Marcelo. Ở một tình huống dứt điểm bất ngờ nữa, các thủ bảo lộc quê tôi đã có bàn thắng. Lần đầu tiên họ vượt lên ở trong trận đấu này và tỷ số là 2-1. Bisu là người đã lên tiếng và đó là một cửa ly gần như giống với cách mà Kai Beckham của Đa Nhiêm đã ghi bàn. Bisu là cơ hội phản công nữa, tiến Cavani ở trung lộ hay sẽ là phối hợp cánh dành cho đội trưởng Bisu. Thoát người không lỗi biên vị đối mặt rồi. Không có bàn thắng dành cho tiến Cavani. Tiến Cavani ở pha bóng vừa rồi vô tình lại trở thành tiến Maguire. Như vậy là trong hiệp đấu này, việc có lẽ phải thi đấu nhiều thời gian trong điều kiện nắng nóng thì Sang Matic cùng với bảo Marcelo, bộ đôi trung vệ của cao thủ Đa Nhiêm, đã có một vài tình huống để khoảng trống quá nhiều. Cú sút từ xa của Minh Dung. Đức Bò vừa rồi cũng đã chủ động rất cao. Tấn công hay, tiến Cavani. Vẫn rất khó khăn dành cho thủ thành Thịnh Vũ. Liệu có dứt điểm thứ hai? Rất nguy hiểm. Lại là một pha treo bóng nữa. Siêu phẩm thứ hai cho bàn đọc quê tôi trận đấu ngày này. Lần này là một cái tên khác, đó là Hùng Ngân. Tỷ số nâng lên là 3-1 dành cho các thủ bàn đọc quê tôi. Những pha bóng treo và treo đúng nghĩa. Một ngày mà các vị trí của bàn đọc quê tôi cho thấy có sự sung sức, sự nhịp nhàng và cơ lê đội hình của họ thi đấu tốt hơn so với đối thủ và cộng theo cả những siêu phẩm. Và chính xác là như vậy. Bây giờ thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu derby cao nguyên của cầu thủ bảo lộc quê tôi và cầu thủ Đa Nhiêm FC tại sân bóng đá Tân Hiệp trong buổi đầu giờ chiều ngày hôm nay. Tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về cầu thủ bảo lộc quê tôi. Một trận đấu có quá nhiều những siêu phẩm. Và xin chúc mừng hai đội bóng và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ phải tạm chia tay nhau ít phút
và một thời gian ngắn trước khi trở lại vào lúc 14-16 giờ chiều nay với những lượt trận còn lại của giải bóng đá Super League. Chúng tôi sẽ trở lại để cùng thưởng thức với quý vị khán giả. Còn bây giờ tôi là Nhiên, thân ái chào tạm biệt.